Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là thứ tư, ngày 14 tháng 8, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây cô chú là cái ông đạo diễn hết thời này, ổng cũng vừa đăng tải một cái video lên á, là ổng nói về cái di nghiệm của cố nghệ sĩ, là cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này để lại cho cái cô cháu gái nha cô chú. Đó thì phải nói rằng cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là cái ông đạo diễn hết thời này, cứ một ngày là ổng lên những cái live stream rồi những cái video là ổng chửi chị Hồng Loan và chị Ni. Đó, ông nói rằng là chị Loan là cướp cái ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này của cố nghệ sĩ đỡ lại cho cái cô cháu gái nha cô chú, rất là vô lý luôn. Thì cách đây 2 giờ đồng hồ cô chú là cái video của cái ông đạo diễn này là ổng có là copy một cái đoạn video ngắn mà cái hồi trước là cố nghệ sĩ đang ngồi với mẹ con của cô cháu gái và có bạn của cô cháu gái, đó là cái người mà kêu cái tên là Đơ Dưa cô chú. Thì cái lúc đó mà cô chú anh chị cũng được biết là cái cô cháu gái này nó mua bia và nó mua thuốc, nó đem về cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, nó đỡ cho là cố nghệ sĩ uống bia. Rồi bắt đầu nó xách điện thoại nó quay cô chú, nó nói rằng là mai mốt cậu mắc là cái căn nhà này cậu cho ai. Thì cố nghệ sĩ mà cũng nói cho vui thôi cô chú anh chị. Đó, nói rằng là mai mốt cậu mắc cậu cho cháu, rồi cậu với cái con ô xin đó cô chú là sẽ về Bình Chánh rồi cắt cái căn nhà nhỏ nhỏ để ở cô chú. Đó mà hiện tại bây giờ cái ông đạo diễn cùi này, ông chia sẻ cái video đó ngắn lên, cái bắt đầu là ông nói cô chú, ông nói rằng là cái này là cái di nghiệm của cố nghệ sĩ, muốn đỡ lại là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ, chứ không có thể nào mà đỡ lại cho chị Hồng Loan. Rồi chửi chị Hồng Loan, nói rằng là cái con đó là khát máu tanh lòng, nói là nó là người dân mà tại sao đỡ lại cho nó cô chú. Ủa mà hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết là chị Hồng Loan là ai. Chị Hồng Loan là được cố nghệ sĩ ẵm về cái căn nhà số 5 này để nuôi dưỡng cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là 38 năm rồi cô chú. Chẳng lẽ tài sản của cố nghệ sĩ cũng phải đỡ lại cho con chứ cô chú, chẳng lẽ đỡ lại cho cái cô cháu gái này nó về nó ở ký 2 năm trời nó cô chú anh chị. Mà hiện tại bây giờ là những cái thành phần YouTube quay xe đó là nó đứng về bên phía mẹ con của cô cháu gái là nó liên tục nó chửi quá chị Hồng Loan. Đó, nghĩ sao cô chú, mà cái ông đạo diễn này ông nói rằng là chẳng lẽ con cháu trong nhà không đỡ mà đi đỡ cho một người dân. Ủa là thấy cái câu chuyện mà cái ông này ông nói rất là vô lý luôn cô chú. Rồi chị Hồng Loan là ai cô chú anh chị, mà tại sao cái ông này ông lại lên cái video rồi ông nói như vậy cô chú. Cho dù chị Hồng Loan là một người con nuôi đi chăng nữa cô chú anh chị, nhưng mà cái hồi đầu tiên cố nghệ sĩ đã ẵm chị Hồng Loan về cái căn nhà số 5 này nuôi là cố nghệ sĩ cũng đã là dành cái tình thương cho người con gái của mình, đó là chị Hồng Loan chứ cô chú. Đó thì nghĩ sao cha mất tài sản thì thuộc về của con hướng là cái điều đó là tất nhiên thôi cô chú anh chị. Mà cái ông này hiện tại bây giờ là ông bị ngáo mạng rồi đó, ông thù hận với chị Hồng Loan và chị Ni đến nỗi mà ông lên tiếng cô chú, ông sẽ vạch trần để ông làm cho ra ngô ra khôi, rồi Hồng Loan nè, rồi con Ni Ma Cô nè, đó phải chịu tội trước cơ quan chức năng. Em không biết là rằng là chị Ni và chị Loan chịu tội gì hết cô chú. Đó, cái di nghiệm gì ở đây cô chú anh chị, nếu mà thật tình mà nói luôn cô chú, nếu cố nghệ sĩ muốn đỡ lại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này cho cái cô cháu gái là trong lúc cố nghệ sĩ bệnh thì cũng đã là viết một cái tờ di chúc đỡ lại cho phía cô cháu gái rồi cô chú, chứ đâu phải mà đến cái thời điểm ngày hôm nay là cố nghệ sĩ mất rồi cái bắt đầu xách cái điện thoại đó đi kiện đồ này kia đâu cô chú anh chị. Kiện đến nỗi mà bên tòa án người ta cũng lên tiếng luôn cô chú, với lại là cơ quan chức năng ở bên quận Phú Nhuận này cô chú. Cô Sáu thì cứ một tuần là đến kiện một lần, rồi bên cơ quan chức năng nói
Ủa, cha mất thì con được hưởng thôi chứ kiện cái gì cô chú. Đó rồi, cô Sáu cũng lặng lẽ đi về thôi chứ làm gì được cô chú anh chị. Mà hiện tại bây giờ là cứ cái bên này nó ngáo mạng rồi, nó quay xe rồi là bắt đầu nó ghim, nó guốc, bắt đầu nó chửi, nó rủa cô chú. Đó thì theo như cái thông tin của em được biết, cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là chị Ni cũng đã là chính thức là lên tiếng rồi cô chú. Đó là sẽ kiện mấy cái kênh YouTube mà trong những ngày vừa qua cô chú anh chị. Đó thì xúc phạm vu khống đến chị Ni và chị Hồng Loan là sẽ bị kiện nha cô chú. Nhất là cái ông đạo diễn Cùi này nè, ông vu khống chị Ni đến nỗi mà ông kêu rằng là cái con Ni mà cô đó nó ăn trộm cái sắt ở bên Mã Lai. Rồi cái ông người Ho đó là hiện tại bây giờ là đã về Việt Nam rồi. Rồi cũng trình báo với cơ quan chức năng rồi để truy tìm cái con Ni Marco đó, để bớ nó đi nha cô chú anh chị. Rất là vô lý luôn cô chú. Đó, thật sự mà nói cô chú anh chị, mình làm YouTube thôi chứ mà mình cũng đâu có làm gì đâu cô chú, mà mình đặt điều mình vu khống người ta cô chú anh chị. Đó, chị Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ, là chị Hồng Loan được phép là thừa hưởng những cái gì của ba mình đỡ lại nha cô chú. Đó, nghĩ sao ông kêu rằng là cái con vô ơn đó hiện tại bây giờ nó đóng hết tất cả những cái shop của nó lại rồi, tại vì là bị cộng đồng mạng là lột trần cái bộ mặt thật của nó rồi, bị tẩy chay đồ này kia. Ủa, tẩy chay đâu cô chú, và có đóng cửa đâu cô chú anh chị. Đó, buổi sáng ngày hôm nay là thứ tư ngày 14 tháng 8, thì hiện tại bây giờ là ở trước màn hình cô chú những chiếc xe máy đó là cũng các anh chị nhân viên của chị Loan cũng đến là làm việc cho chị Hồng Loan cô chú. Rồi các cô chú anh chị cũng đến mua hàng tấp nập để ủng hộ cho chị Hồng Loan. Mà tại sao những cái thành phần này hiện tại bây giờ nó cứ lên tiếng, nó ngạo mạn cô chú? Em không biết rằng là nó nói cái duy nghiện gì cô chú anh chị. Nếu mà cố nghệ sĩ một là muốn đỡ lại cho cô cháu gái này thì cũng đã là ghi cái tờ di chúc để đỡ rồi cô chú. Chứ nếu không ghi thì mình cũng đã hiểu cô chú anh chị. Nó không ghi là cố mà xảy muốn là đỡ lại cái căn nhà này cho chị Hồng Loan và năm đứa cháu ngoại về ở, đúng không cô chú? Mà hiện tại bây giờ những cái thành phần đó rồi cô Sáu cũng lên tiếng nói rằng là giấy khai sinh của chị Hồng Loan là làm thế này làm thế kia đó, làm thế này làm thứ kia. Mà tại sao ở trong cái phiên tòa cái lần một đợt vừa rồi đó cô chú, thì bên tòa án cũng chấp nhận những cái giấy tờ của chị Hồng Loan là hợp lệ rồi, cũng cho cái thời gian là 2 tuần để mẹ con của cô cháu gái này đi tìm những cái bằng chứng rồi tìm cái chữ ký xác thực của cố nghệ sĩ đó. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là cũng lâu rồi, rồi cũng tìm ra chưa cô chú, mà bắt đầu đưa những cái thông tin sai lệch cho những kênh YouTube ở bên đó, bắt đầu lên dìm chị Hồng Loan và chị Ni cắt kiểu luôn cô chú. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 8 rồi cô chú anh chị, ngày mai là chính thức chị Ni sẽ về lại Việt Nam nha cô chú, rồi sẽ làm việc với tất cả những cái kênh YouTube ở bên đó mà những ngày vừa qua xúc phạm chửi bới nha cô chú anh chị. Đó cô chú ơi, thì buổi trưa ngày hôm nay là em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được xem. Thì giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.